với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục set up những bộ hát karaoke cho các bác khách đến từ Quảng Ninh và những bác khách đến từ Hà Nội đến xem những cặp loa bow. Cặp loa bow bên kia các bác đang lựa chọn những sản phẩm để về sử dụng trong gia đình, nghe và hát. Và với bộ này thì là gồm một đôi loa audio center, một chiếc đẩy CF, một chiếc vang EIM và một chiếc lọc bộ mic. Đây là những bác khách ở Quảng Ninh rất xìa tin yêu bên trung tâm. Anh em đang cân chỉnh về đường mic và đường nhạc cho các bác để hài hòa ý nhất. Đây, anh em đang căn chỉnh nhạc. Chất âm của những sản phẩm lên. Là một trong những ông vua của làng ca hát. Các bác lựa chọn về để nghe và hát thì tuyệt vời rồi. Với những bộ test thử em chỉ test thử một đoạn thôi. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke, các bác có thể đến với cơ số 0963 1138 hoặc 0962355319. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Trung Quốc. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi và các bác đã đến bên trung tâm để ủng hộ những sản phẩm về nghe và hát karaoke.